là có khả năng đặc biệt. Và chàng cảnh sát Seraphon điển trai. Không được lại cơ. Một sự kết hợp hoàn hảo. Vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình BTV1. Sứ mệnh của thầy trò chúng ta chính là giúp cho những người làm việc xấu xa ăn năn hối cải, làm lại từ đầu. Trong lằn ranh giữa chính tà thiện ác, anh có đồng ý chấm dứt việc buôn bán ma túy của anh không? Bọn chúng sẽ giết chết anh đó. Tôi quyết định bắt tay cộng tác với anh. Cuộc đối đầu căng thẳng. Chính tay tôi sẽ tống cô vào tù vì những chuyện này. Chị chưa từng nghĩ sẽ cướp đi bất cứ thứ gì của em hết. Chị chỉ có con đường chết mà thôi. Lòng tham không đáy. Vì những thứ phù phiếm chắc khiến con người tha hóa em biến chất. Chắc chắn là chúng sẽ phải trả giá đắt. Không chịu yên phận mà thích chút lấy phiền phức. Ai là kẻ sát nhân? Tôi thề sẽ giết cô. Thay là có con mắt thứ ba nên rất nguy hiểm. Đâu là chân tướng giữa thiện giả? Tình yêu. Đó là thứ mà tôi sợ nhất trên đời. Qua hồn lửa phát sóng vào lúc 13 giờ các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 trên kênh BTV1.